Biệt thự nhà Hồ Ngọc Hà bị mất nhiều tài sản giá trị, nghi do trộm đột nhập. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ căn biệt thự của Hồ Thị Ngọc Hà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà nghi bị trộm đột nhập lấy tài sản. Theo đó, ngày 8 tháng 10, người thân của nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện trong căn biệt thự của nghệ sĩ này nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra, phát hiện bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị. Vụ việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an Thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng phòng PC02 khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera bên trong căn biệt thự và khu vực xung quanh để truy xét sự việc. Theo thông tin ban đầu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang đi nước ngoài, không có mặt ở căn biệt thự này. Gia đình nữ ca sĩ trình báo tài sản bị mất, gồm vàng và tiền trị giá từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa thống kê được chính xác số tài sản bị mất của nghệ sĩ này. Được biết, căn biệt thự của nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà nằm ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300 m², được bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt. Hiện tại, công an đang điều tra làm rõ vụ biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nghi bị trộm đột nhập lấy mất tài sản nói trên. Ca khúc của Thanh Bùi bất ngờ gây bão giữa lùm xùm vợ bị bắt vì lừa đảo. Trưa ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần, Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can, gồm bà Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, quê tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần, Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor. Các bị can trên bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2019. Sau khi Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Trong số các bị can trên, bà Trương Huệ Vân là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi. Đối với giới truyền thông, đây là một nhân vật tương đối kín tiếng và ít có sự tương tác trực tiếp với báo chí. Trước những ồn ào của bà xã, Thanh Bùi cũng là cái tên được nhắc nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội. Từ khóa Thanh Bùi liên tục xuất hiện trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google tại Việt Nam. Ngoài ra, một số bài hát do anh sáng tác và thể hiện cũng trở thành trend trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có ca khúc Tình Về Nơi Đâu. Bài hát hơn 26 triệu lượt xem, được ra đời sau lần Thanh Bùi và nữ ca sĩ nổi tiếng Thái Lan Tata Young cùng đứng chung sân khấu tại Đại nhạc hội Sao Fest giữa tháng 4 năm 2012. Thanh Bùi thu âm ca khúc này tại Việt Nam và Tata Young thu âm tại Thái Lan. Trong vòng 3 tháng, cả hai đã thu âm 35 phiên bản khác nhau trước khi chọn ra bản ưng ý nhất để gửi đến công chúng. Ca khúc mang thông điệp tình yêu chỉ vững bền và đẹp đẽ khi những người yêu nhau biết cùng nhau cố gắng vun đắp. Đây cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi của giọng ca 8X, mang về cho anh nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Mai Vàng. Giai điệu da diết cùng những ca từ đậm chất nhạc trữ tình giúp bài hát tiến gần hơn đến với đông đảo khán giả yêu nhạc. Trong 10 năm qua, bài hát vẫn được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại. Được biết, Thanh Bùi tên thật là Bùi Vũ Thanh, là ca sĩ người Úc gốc Việt. Năm 2008, anh tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc và nhận được sự chú ý lớn. Anh cũng là người sáng tác hàng loạt ca khúc đình đám như Lặng Thầm Một Tình Yêu, Tình Về Nơi Đâu. Đến năm 2013, nam nghệ sĩ về nước và đảm nhận vị trí huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt cùng Hồ Ai Anh, Lưu Hương Giang, Hiền Thục. Năm 2013, anh kết hôn với Trương Huệ Vân, thế hệ thứ tư của gia tộc giàu có nhất nhì Việt Nam và có 2 người con trai sinh đôi. Hiện tại trên báo chí, giọng ca Tình Về Nơi Đâu vẫn chưa có phát ngôn nào giữa lùm xùm của vợ. Ngay lập tức, netizen đã tràn vào Facebook của Thanh Bùi để hóng hớt. Tuy nhiên, điều làm cộng đồng mạng bất ngờ là từ Facebook đến fanpage Tích Xanh đều đóng băng từ nhiều năm nay. Bài đăng gần nhất của Thanh Bùi là vào tháng 8 năm 2018. Nam Em phản hồi về phát ngôn nói vợ Lê Dương Bảo Lâm lôi thôi. Nhận được nhiều tình yêu của khán giả bởi nhan sắc cùng tài năng nghệ thuật, song Nam Em lại không được đánh giá cao ở cách hành xử và đối đáp. Sau vạ miệng trong lời nhận xét về vợ của Lê Dương Bảo Lâm, nữ diễn viên đã phải lên tiếng ngay để khẳng định quan điểm của mình. Theo đó, Nam Em cảm thấy bản thân đang bị đánh giá khắt khe một cách bất công và vô lý bởi những lời nhận xét của cô chỉ để bảo vệ quan điểm riêng. Tôi tham gia talk show thì tôi làm đúng nhiệm vụ của tôi là đứng về một phe để làm rõ vấn đề. Xong cuối cùng chốt lại, cái nào đúng mình ghi nhận, cái nào sai thì mình bỏ. nữ diễn viên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Nam Em cũng khẳng định những đoạn clip đang phát tán đều đã qua xử lý cắt ghép, bẻ cong mục đích trong lời nhận xét của cô nàng. Nữ diễn viên không khỏi bức xúc khi bản thân bị chỉ trích, thấy hiền rồi bắt nạt nha, thấy tôi không thèm nói là đổi trắng thay đen, chơi vậy ai chơi lại, nửa đêm đọc mà quạo ngang. Không dừng lại ở việc thanh minh cho phát ngôn của mình, Nam Em còn chia sẻ nỗi khổ của người làm nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh sự thất vọng của bản thân. Làm nghệ sĩ chứ có phải làm trâu làm bò gì đâu mà lôi ra tế hoài. Ủa nghệ sĩ không phải con người hả? Không biết buồn hả? Vậy thôi mốt tạo ra robot đi rồi làm nghệ thuật. Dưới bài viết của Nam Em, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Nam Em có phát ngôn vạ miệng như vậy. Bên cạnh đó, hành động của người đẹp sinh năm 1996 cũng bị đánh giá là thiếu tôn trọng khán giả. Tuy phản đối ý kiến đàn em, song sau đó, Lê Dương Bảo Lâm vẫn đăng tải bài viết chữa cháy giúp Nam Em và nhắn nhủ tâm tư đến khán giả. Format chương trình là đưa ra chủ đề và người tham gia sẽ thảo luận, đưa ra ý kiến theo chủ đề đó, nên mấy anh em tranh luận trong chủ đề đó thôi. Bé Nam Em cũng không có ý gì với vợ Lâm, Quỳnh Quỳnh hết. Lê Dương Bảo Lâm cho rằng mọi người không nên đào sâu chuyện đúng sai trong lời bình phẩm của Nam Em, mà hãy coi đó là một góc nhìn để cùng thảo luận. Mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau, suy nghĩ khác nhau mà, bà con hiểu cho mấy anh em làm nghề ha. Nam Danh Hải hy vọng khán giả hiểu cho người nghệ sĩ. Trước đó, Nam Em bị chỉ trích khi công khai nhận xét vợ Lê Dương Bảo Lâm luộm thuộm ngay trên sóng truyền hình. Không chỉ người xem mà nam diễn viên Hải cũng đứng hình với phát ngôn của nữ diễn viên. Tuy đã lên tiếng giải thích ngay trong đêm, song Nam Em vẫn phần nào bị mất điểm trong mắt khán giả. Hiện tại, Nam Em đã lên tiếng, bài giải thích của cô cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dù thẳng thắn lên tiếng, nhưng nữ diễn viên hiếm khi được đánh giá cao về cách ứng xử trước công chúng. Netizen bị thao túng tâm lý, bất ngờ quay xe, xếp hàng chật kín đường phố để xem Mono ú à. Dù mới chỉ debut 2 tháng, nhưng Mono, em trai Sơn Tùng MTP, liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mỗi phần trình diễn của nam ca sĩ 22 tuổi đều được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, giúp anh tạo nên những thành tích đáng nể. Vừa qua, cũng nhờ phần trình diễn ca khúc Waiting for You đầy cuốn hút tại sân khấu chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Mono đã khiến nhiều khán giả phải quay xe từ anti-fan thành fan của anh. Cũng chính vì thế, mới đây, khi nam ca sĩ có buổi biểu diễn tại quán bar nổi tiếng trên phố Tạ Hiện, thành phố Hà Nội, khán giả đã xếp hàng chật kín cả một con đường. Không chỉ đứng kín đường, bên trong quán bar, khi Mono trình diễn đầy máu lửa, hàng ngàn ống kính máy ảnh, đèn flash cũng chĩa lên, thể hiện sự ủng hộ dành cho nam ca sĩ trẻ. Khán giả cũng phấn khích lắc hông, hát theo điệp khúc và đoạn nhạc ú à đang tạo xu hướng trên các diễn đàn mạng xã hội. Cư dân mạng sau đó cũng đã để lại những bình luận tấm tắc trước tên tuổi lên như diều gặp gió của Mono. Debut quá thành công luôn, chạy show ào ào. Đó là sự thành công rồi, mới debut mà vậy thì còn gì bằng nữa. Không bàn tới chất giọng, nhưng giai điệu với phong cách biểu diễn nhìn cuốn mà. Ôi sức hút của Tân Minh khủng long, thao túng tâm lý khán giả, từ anti-fan giờ thành fan của Mono. Được biết, Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000 tại Thái Bình. Vì có niềm đam mê nghệ thuật, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mono đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và học sáng tác nhạc. Dù gặp áp lực khi bị gọi với danh xưng em trai Sơn Tùng MTP, nhưng nam ca sĩ trẻ vẫn rất tự tin và lạc quan, liên tục thể hiện con đường đi khác biệt, độc lập của bản thân. Anh hy vọng rằng có thể vượt qua cái bóng của anh trai để khiến khán giả nhớ tới, mang đến làn gió mới lạ cho làng giải trí Việt Nam. Hoài Lâm tăng cân bất thường, khán giả đồn đoán do tâm linh, nhưng đây mới là sự thật phía sau. Hoài Lâm không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam, nhất là khi anh từng được xem là đối thủ cạnh tranh của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP những năm trước. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, sau lùm xùm ly hôn vợ và nhiều vấn đề khác, Hoài Lâm đã rút lui khỏi làng giải trí để theo đuổi cuộc sống bình dị, giản đơn. Trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù không nhận show ca hát, nhưng Hoài Lâm vẫn giữ sở thích cầm mic. Nam ca sĩ thường xuyên livestream để giao lưu và hát tặng khán giả. Với chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng người xem vẫn rất ưu ái theo dõi và ủng hộ Hoài Lâm. Mới đây trên mạng xã hội, mọi người truyền tay nhau đoạn clip hát hò của Hoài Lâm. Được biết, trong một buổi ăn uống với bạn bè, chủ nhân hit Hoa nở không màu đã ngẫu hứng biểu diễn một bài vọng cổ được chế lời. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi chú ý đến ngoại hình tăng cân, phát tướng của nam ca sĩ. Có thể thấy, Hoài Lâm giờ đây không còn giữ được diện mạo điển trai, thon gọn như trước. Anh trở nên mũ mĩm hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc hoa râm khiến khán giả lo lắng. Diện mạo thay đổi của Hoài Lâm đã nhanh chóng trở thành đề tài được dư luận bàn tán sôi nổi. Mọi người đặt ra nhiều giả thuyết xoay quanh việc Hoài Lâm đột nhiên thay đổi vẻ bề ngoài. Nhiều người cho rằng việc ngoại hình phát tướng, tăng cân bất ngờ của Hoài Lâm là do tâm linh bị ai đó dùng bùa ngải để chơi xấu. Tuy nhiên, cũng trong một livestream khác, Hoài Lâm khiến người xem không khỏi bất ngờ khi nửa đêm vẫn còn ăn một tô cơm to tướng. Chính vì vậy, dễ dàng nhận thấy, xét theo khía cạnh khoa học, chế độ sinh hoạt bất thường, không lành mạnh đã khiến nam ca sĩ sinh năm 1995 ngày càng phát tướng và kém sắc thấy rõ.